Trường 56 Anh là Dường như ánh mắt bác sĩ đó trật lóe lên một tia mất mát. Sau đó anh ta nghiêm mặt nói, tôi đã bắt con khỉ giúp cô. Ý tôi là tôi đã bắt em nuôi giúp cô, cô quên rồi à? Cố thắng năm nhìn mặt anh ta trầm trầm đủ 5 giây. a, à. Cuối cùng cô cũng nhớ ra, bác sĩ. Chúng Chắc là mình không nhớ sai họ anh ta chứ. Cố thắng năm làm động tác vừa nhớ ra, Đồng thời lại hết sức thận trọng chờ đợi phản ứng của người đàn ông này trước lối xưng hô bác sĩ trung của cô. Thấy rốt cục Trung Tử Nham cũng mỉm cười, Cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô đã nhớ sai. Cô là người quen của ông Lộ. Trung Tử Nham nhìn cô, lại nhìn cánh cửa phòng bệnh đó. Cố Thắng Nam vội vàng xua tay, "Không không không, tôi." Cô vừa nói đến đây thì đột nhiên cứng họng. Bởi vì cô hoàn toàn không biết nên nói về quan hệ giữa mình và nhà họ lộ này với bác sĩ Trung thế nào. Dù sao cô cũng không thể nói rằng bạn trai tôi là con riêng của ông lộ đó. Anh ấy đang nghe di chúc trong phòng, tôi ở ngoài này chờ anh ấy được. Thế là cô dừng lại một lát rồi dứt khoát nói sang chuyện khác, anh làm việc ở bệnh viện này à? Anh ta gật đầu. Cố thắng năm thang, thật là trùng. Anh ta lại cười, đúng rồi, em nuôi cô thế nào rồi? tâm tư cố thắng nam còn đang tập trung vào tiếng choang vừa vang lên trong phòng bệnh nên hơi lơ đãng cô thoáng sững sờ rồi mới hiểu ra là anh ta đang hỏi về thương thế của vượng tài vì vậy mới trả lời vết thương đã khỏi lâu rồi nói chuyện với một người gần như xa là chính là như vậy không quá năm câu là hết sạch chuyện để nói trong lúc hai bên đều yên lặng anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ lát nữa tôi phải dẫn sinh viên thực tập đi kiểm tra phòng bệnh hay là tôi đi trước nhé vân vân, tạm biệt anh. Nhìn anh ta đi về phía thang máy, cố thắng năm nghĩ ngợi, đột nhiên gọi anh ta lại, bác sĩ Trung. Anh ta quay lại phía cô, hình như ánh mắt thoáng lộ vẻ chờ mong. Tâm tư của cố thắng năm không ở đây nên đương nhiên không phát hiện. Cô liếc nhìn cửa phòng bệnh rồi cắn môi hỏi, vừa rồi trong phòng có người đập thứ gì đó à? Hình như không ngờ cô gọi anh ta lại chỉ để hỏi chuyện này. Ánh mắt trung tử nham tối lại. Một giây sau, anh ta hơi nhếch miệng với cô, hoàn toàn không giống một nụ cười, phu nhân của ông lộ làm ông ấy nổi giận đập vỡ lọ hoa. Trung tử nham dẫn thực tập sinh đi xem xét phòng bệnh xong, trên đường về phòng làm việc lại gặp các đồng sự trong tổ điều trị riêng của lộ Minh Đình. Mấy người đó trêu trọc, tình hình người đẹp đó thế nào rồi? Trung tử nham giao tài liệu trên tay cho thực tập sinh. Bảo đám thực tập phòng làm việc trước, sau đó mới bình thản hỏi ngược lại, người đẹp nào? chính là người ngồi bên ngoài phòng bệnh ông lộ ấy trung tưởng nham bày ra vẻ mặt có một người như vậy à nhưng đáng tiếc là đã lập tức bị đồng sự bóc mẻ đừng nói với tôi là anh không nhớ buổi sáng sau này chúng ta rời khỏi phòng bệnh của ông lộ rõ ràng tôi nhìn thấy anh vẫn quay lại nhìn cô gái đó sau đó anh bảo chúng tôi đi trước anh có dám nói rằng anh không quay lại tìm cô ta không mấy đồng sự tưởng anh ta không nói gì là vì không cãi được nên phải ngầm thừa nhận nhưng thực ra lúc này Trung Tử Nham đang nghĩ đến chuyện khác, ký ức anh ta thoáng chốc đã trở lại lần đầu tiên gặp Cố Thắng Nam. Lúc ở bệnh viện Thú Cưng, người phụ nữ này mặc bộ quần áo lôi thôi lết hết, đặc biệt là chiếc quần cạp chảy chia đôi người cô theo tỷ lệ 5, năm, Lại thêm chiếc kính gọng đen trên sóng mũi cô, dù đôi mắt có lanh lợi đến mấy mà đeo thứ này vào thì cũng trở thành một thứ đồ cổ đã mốc meo. Nhưng hôm nay ở ngoài phòng bệnh, hình tượng của người phụ nữ đó rất không giống khi anh ta nhìn thấy bệnh viện thú cưng vì vậy khi mở cửa ra nhìn thấy cô trung tử nham luôn luôn khoe khoang đã gặp ai một lần là không quên được lại không nhận ra cô ngay quả nhiên câu nói đó vẫn rất chính xác trên đời không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ lười đương nhiên cũng ứng nghiệm một câu nói khác khi nhìn phụ nữ cái nhìn đầu tiên của đàn ông luôn nhìn bề ngoài chỉ khi cảm thấy hài lòng với bề ngoài của một phụ nữ anh ta mới thử tìm hiểu vẻ đẹp trong tâm hồn người đó trung tử nham không bao giờ phủ nhận điều này hơn nữa sau khi anh ta và các thành viên khác trong tổ điều trị thảo luận về phương án giải phẫu mới cho lộ minh đình tiếp một bệnh nhân đến đây tái khám dẫn thực tập sinh vào phòng mổ tham quan học tập một ca tiểu phẫu cuối cùng có thể pha cốc cà phê nghỉ ngơi một lát anh ta lại bất giác nhớ tới người phụ nữ đó thế là anh ta đặt cốc lấy tập hồ sơ của lộ minh đình trên giá hồ sơ ra cầm tập hồ sơ này đi đến phòng bệnh của lộ minh đình mặc dù đã làm như vậy nhưng khi thật sự nhìn thấy người phụ nữ đó vẫn còn ngồi chờ trên ghế băng trung tử nham vẫn cảm thấy ngạc nhiên như vô tình đi tới như vô tình phát hiện ra cô nhưng cô không phát hiện thấy anh ta cô đang cúi đầu nghịch điện thoại di động tất cả những thứ như vô tình của trung tử nham hiển nhiên đều uống phí anh ta nhìn điện thoại của cô thấy hình như cô đang gửi tin nhắn cho ai đó Cô Thắng Nam vừa gửi tin nhắn, anh còn ở đó bao lâu nữa? Trật nghe thấy giọng nói trầm tĩnh như nước của một người đàn ông vang lên, sao cô vẫn còn ở đây? Cô sửng sốt, ơ một tiếng, ngẩng đầu lên. Thì ra là bác sĩ Trung. Bác sĩ Trung. Hiển nhiên cô không ngờ lại nhìn thấy anh ta, sao anh lại đến nữa? Trung tử nham dơ cổ tay đeo đồng hồ lên trước mặt cô, ngón chỏ gõ gõ mặt đồng hồ, đã là một giờ chiều rồi. Cố Thắng Nam đang định nói tiếp thì lại nhận được tin nhắn trả lời của Lộ Tấn, anh cũng không biết còn bao lâu nữa. Em đi ăn cơm đi. Người chỉ có mấy lạng thịt, nếu gầy hơn nữa thì sờ vào càng không có xúc cảm. Cố Thắng Nam tức giận cắn răng. Đột nhiên nhét điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trung Tử Nham làm Trung Tử Nham ngẩn ra không hiểu tại sao. Cố Thắng Nam vội giấu cơn giận Lộ Tấn đi, cười cười với Trung Tử Nham, tôi đi ăn cơm đây, không đợi cô không ngờ Trung Tử Nham lại tiếp lời, cô cũng chưa ăn à. Hiển nhiên cố Thắng Nam không chú ý tới chữ, cũng này, vẫn trả lời bình thường, nghe nói nhà ăn bệnh viện này nấu ăn cũng được. Nhưng, cô cầm lấy điện thoại xem giờ rồi câu mày. Đã là một giờ chiều, nhà ăn còn mở cửa không? Quả nhiên cô nghe thấy Trung Tử Nham nói, đã hết giờ nhà ăn mở cửa rồi. Bây giờ đến nhà ăn thì có khi chỉ còn cơm trắng. Vậy thì bụng cố thắng nam kêu lên ùn ụt, rất biết cách phối hợp. Tôi dẫn cô đến một quán ăn khác, cũng ngay gần đây thôi. Đi nào. Cố thắng nam còn chưa phản ứng lại, anh ta đã giành toàn quyền khống chế toàn bộ cục diện. Hình như cô cũng chỉ còn nước im lặng đi theo anh ta. Có điều cũng may là quán ăn anh ta giới thiệu cũng rất hợp lý, giá cả phải trăng. Đồ ăn cũng ngon. Một đĩa to đầu cá om ớt đỏ tươi nhìn rất mê người được mang ra, Trước khi món thứ hai được mang lên thì cố thắng nam cũng đã ăn hết một bát cơm. Trung tử nhâm ngồi đối diện nhìn cô không hề đặt bát xuống, lại nhìn bát cơm mới hết một phần ba của mình, không nhìn được hỏi, cô ăn tốt như vậy mà sao vẫn gầy thế. Bàn tay cầm đũa của cố thắng nam dừng ngay lại, câu nói kia của lộ tấn lập tức hiện lên trong đầu, em đi ăn cơm đi. Người chỉ có mấy lạng thịt, nếu gầy hơn nữa thì sờ vào càng không có xúc cảm. Trung tử nham phát hiện cô đã đặt đũa xuống bên cạnh. Lại không nhịn được hỏi, sao cô không ăn nữa? Cố thắng năm cười cười ấy nấy, nếu tôi ăn tiếp thì hết cả thức ăn mất. Trung tử nham cúi xuống nhìn, một nửa cái đầu cá ông ớt đỏ đã bị cô ăn sạch, xem ra cô thật sự rất thích món này. Nhưng cô vẫn cực kỳ khách sáo để lại nguyên nửa cái đầu còn lại cho anh ta. Qua cách ăn này của cô có thể thấy cô là một người phụ nữ biết suy nghĩ cho người khác. Trung Tử Nham mỉm cười, quán ăn này rất đông khách nên mang đồ lên hơi chậm, cô cứ ăn thoải mái đi. Thực ra tôi cũng không đói lắm. Cố Thắng Nam đang do dự không biết có nên cầm đũa lên không thì chiếc điện thoại cô đặt bên cạnh bàn báo có tin nhắn, là tin nhắn của Lộ Tấn, em đang ở đâu đấy? Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, đồng thời cũng cầm đũa lên. Trả lời hai chữ, ăn cơm, sau đó đưa đũa gấp nửa cái đầu cá còn lại. Lộ Tấn trả lời ngay anh cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm cố thắng nam đang định trả lời thì đuôi mắt cô đã thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào cổng quán ăn cô kinh ngạc ánh mắt nhìn qua vai bác sĩ trung đang ngồi đối diện lộ tấn hơn nữa còn không chỉ có một mình lộ tấn vậy mà lộ tấn và lộ chinh lại cùng nhau đi vào quán hình ảnh này có sức chấn động quá lớn vì vậy bàn tay cầm điện thoại của cố thắng nam trở nên cứng đờ cô cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh em nhà họ lộ Hoàn toàn không phát hiện đôi đũa gấp nửa cái đầu cá đã bị cô đưa thẳng lên mặt. Đến tận lúc đũa thức ăn chạm vào má, Cố Thắng Nam mới hồi phục tinh thần lại. Quan sát toàn bộ quá trình này, Trung Tử Nham không nhịn được cười. Cố Thắng Nam ngẩng đầu nhìn Trung Tử Nham, nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là lần bác sĩ Trung cười thoải mái nhất từ khi cô gặp anh ta đến nay. Trước đây dù vị bác sĩ Trung này có cười cũng vẫn khiến người khác cảm thấy lạnh lùng. Thấy cô nhìn về phía mình. Trung tử nham liền đưa tay chỉ lên mặt mình, ra hiệu cho cố thắng nam lau vết dầu đỏ tươi dính trên má. Cố thắng nam còn chưa kịp lau, thì lộ tấn lại gửi cho cô một tin nhắn, anh đang ở quán ăn 20. Em tới đó đi. Cố thắng nam đọc nội dung tin nhắn, lại không nhìn được ngẩng đầu nhìn về phía cửa quán. Lộ tấn vừa đi vào quán vừa cúi đầu nhắn tin. Hoàn toàn không phát hiện cô đang ngồi trong góc. Đương nhiên, không chỉ có một mình cố thắng nam trăm chú quán sát hai người đàn ông này. Ánh mắt cô cứ bám dính trên người họ là bởi vì trong tiềm thức, cô vẫn không cho rằng hai người vẫn giống như kẻ thù là Lộ Tấn và Lộ Chinh lại cùng đến đây ăn cơm một cách hòa thuận như thế. Còn khách khứa ngồi ở các bàn khác thì rõ ràng đều bị choáng ngập trước hai người đàn ông không hề thua kém nhau cả về vẻ đẹp trai và phong độ. Khí chất này, trừ Trung Tử Nham. Trong mắt Trung Tử Nham chỉ có người phụ nữ đang ngồi đối diện anh ta. Thấy cô không có phản ứng. Anh ta dừng lại một lát rồi rút một tờ giấy ăn ra, nhưng người tới định lau vết dầu mỡ trên má giúp cô. Cố Thắng Nam giật mình nhìn lại. Bắt gặp ánh mắt tràn ngập vui vẻ của Trung tử Nham. Cố Thắng Nam tránh ánh mắt anh ta, hạ thấp tầm mắt, lúc này sự nhìn thấy tờ giấy ăn anh ta cầm trên tay. A, à, cảm ơn anh. Cô vội nhận lấy tờ giấy ăn rồi tự lau khóe miệng. Cô cầm giấy ăn trên tay, vừa lau vừa nghỉ lộ tấn và lộ chinh bây giờ thế nào rồi mặt trận thống nhất rồi à sao lại như vậy được trung tử nham thấy vết dầu đó vẫn dính trên má cố thắng nam anh ta lắc đầu ngán ngẩm dứt khoát dùng tay lau cho cô luôn ngón tay anh ta rất ấm cảm giác ấm áp nhanh chóng lan rộng ra xung quanh khiến bàn tay cầm giấy ăn của cố thắng nam lập tức dừng lại đầu óc đang suy nghĩ miên man cũng lập tức không suy nghĩ được gì nữa Cố Thắng Nam cũng không biết mình ngơ ngác nhìn Trung Tử Nham trước mặt bao lâu, đến tận lúc, sao em lại ở đây? Hết sức quen thuộc, đó là giọng của Lộ Tấn. Cố Thắng Nam giật mình bừng tỉnh. Một khoảnh khắc tốt đẹp như vậy lại bị người khác quấy giày, Trung Tử Nham không cầm được câu mày, quay sang nhìn người vừa nói. Một người đàn ông cao giáo đứng bên cạnh bàn đang lạnh lùng nhìn anh ta. Trung Tử Nham nhìn sang chiếc bàn cách bạn anh ta không xa lắm. Lúc này người đàn ông vừa đến nhìn anh ta với vẻ mặt hết sức bất thiện đang ngồi với một người đàn ông mặc âu phục có phong độ hiên ngang bên bàn đó. Trung Tử Nham cảm thấy cả hai người này đều có vẻ quen quen, trong đó người có phong độ hiên ngang và vẻ mặt lạnh lẽo kia là con trai của Lộ Minh Đình. Điểm này Trung Tử Nham có thể khẳng định. Còn người có vẻ mặt bất thiện, thậm chí còn hơi âm hiểm kia. Trung Tử Nham lại nhìn Cố Thắng Nam gần ngay trước mắt. Vẻ mặt cô cũng không tốt lắm anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi cô cô biết bọn họ à cố thắng nam cực kỳ khó xử mình đi ăn cơm với bạn đột nhiên bạn trai ập đến bỏ lại một câu nồng nặc mùi thuốc súng rồi lại lạnh lùng quay đi anh có nghĩ rằng việc làm này sẽ khiến bạn gái mình mất mặt với người khác hay không cùng thời khắc đó dường như bên trên bàn lộ tấn cũng bao phủ đầy oán khí lộ chinh vừa lật xem thực đơn vừa ngước lên nhìn lộ tấn sao bạn gái chú lại biết bác sĩ điều trị chính của ông cụ Lộ Tấn không trả lời mà vẫn cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lộ Tấn nhanh chóng tìm được bí kíp để trở thành người bạn trai hoàn hảo do Mạnh Tân Kiệt tổng kết cho anh. Bí kíp để trở thành người bạn trai hoàn hảo, điều thứ 17. Đàn ông có tham vọng chiếm hữu mạnh mẽ không phải chuyện xấu. Nhưng ngàn vạn lần không được để lộ ra trước mặt mọi người. Bạn gái cười đùa với người đàn ông khác mà bạn tức giận trợn mắt. Mặt mũi cao có thì chỉ mất hết phong độ biện pháp chính xác là cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nói với bạn gái nghiêm túc và dứt khoát, em ra đây một lát. Dẫn cô ấy ra hành lang, đẩy cô ấy dựa vào tường, hôn cô ấy thật cháy bỏng, sau đó nói thầm vào tai cô ấy, xin lỗi. Anh ghen rồi. Lộ chinh chờ mãi không thấy lộ tấn trả lời, anh ta lại ngước lên, đúng lúc nhìn thấy lộ tấn đứng dậy. Xoay người đi đến bạn của bạn gái và vị bác sĩ đó. Trường 57 Chỉ giây lát sau, lộ tấn đã đi tới bên cạnh bàn của cố thắng nam và vị bác sĩ đó bốn con mắt của hai người này đều cảnh giác nhìn anh ta thực sự là vị nhìn lộ tấn có vẻ rất khó chịu lộ tấn coi như không nhìn thấy vị bác sĩ đang nhìn mình trầm trầm này chỉ nhìn cố thắng nam bằng ánh mắt sáng giựt em đi ra đây một lát nhưng cô lại không nghe lời anh ta em không đi lộ tấn lập tức khó chịu cô không ra ngoài với anh ta vậy tiếp theo anh ta biết phát huy kiểu gì nghĩ vậy anh ta vô thức nắm chặt cổ tay cố thắng nam định cưỡng chế kéo cô ra ngoài nhưng cố thắng nam còn chưa bị kéo dậy thì tay lộ tấn đã bị người khác đè xuống ngước mắt nhìn người giữ tay anh ta lại chính là vị bác sĩ nọ vị tiên sinh này bắt người phụ nữ làm việc mà cô ấy không muốn là một hành vi lưu manh vẻ mặt trung tử nham cũng không hề thân thiện chút nào buông cô ấy ra lộ tấn lạnh nhạt nhìn anh ta cô thắng năm nhìn hai người trong lòng rất căng thẳng cũng không biết lộ tấn dùng cách nào mà đột nhiên thoát được khỏi sự kiềm chế của trung tử nham một giây sau anh ta đã hạ thấp người vác cô lên vai tiếng hét của cố thắng năm lập tức thu hút tất cả ánh mắt trong quán còn lộ tấn rõ ràng trên vai đang cắt một người sống sờ sờ hơn nữa người này còn lớn tiếng kháng nghị nhưng anh ta vẫn bình tĩnh tự nhiên như thể mình thực sự chỉ vác một cái bao tải, vẻ mặt bình thản còn mang một nét ngạo mạn, cứ thế đi thẳng ra ngoài tầm mắt mọi người. Lộ chinh cách đó không xa đương nhiên cũng nhìn theo với vẻ khó hiểu, đến tận lúc bóng dáng hai người họ biến mất sau ngã rẽ. Thân là anh cả, anh ta không kìm được, lắc đầu thở dài, lúc tuyên đọc di chúc trong phòng bệnh lộn xộn như vậy mà cậu em trai này của anh ta vẫn còn có thể bình tĩnh ngồi yên một chỗ. dáng vẻ lạnh lùng và xa lánh, nhưng tại sao vừa gặp cô gái này đã bắt đầu manh động rồi? Cảm giác thiếu an toàn khi hai chân không chạm đất và cảm giác khó xử khi bị vác trên vai khiến hai tay cố thắng nam đỏ bừng. Nhưng việc này lại không mảy may ảnh hưởng đến người đàn ông đang vác cô. Hồi lâu sau, cuối cùng anh ta cũng đặt cô xuống. Cố thắng nam gần như tóm lấy tay lộ tấn, hét thẳng vào mang tay anh ta, anh có bệnh à? Vẻ mặt lộ tấn lại rất lạnh nhạt, dường như tất cả những chuyện này đều là việc vốn dĩ phải thế trên thực tế lúc này anh ta đang suy nghĩ bây giờ đã dẫn cô ấy ra hành lang thành công như vậy tiếp theo sẽ phải đẩy cô ấy vào tường hôn cô ấy thật nồng nhiệt sau đó nói nhỏ bên tai cô ấy xin lỗi anh ghen rồi tuy nhiên đúng lúc anh ta đang nghiêng người về phía người phụ nữ này định giữ chặt vai cô rồi ấn cô vào tường thì đột nhiên một bàn tay đã giữ vai anh ta lại lộ tấn ơ một tiếng quay người lại là vị bác sĩ đó tên bác sĩ chết tiệt này không những hạn chế tự do của anh ta còn lách qua người anh ta trực tiếp quan tâm đến bạn gái anh ta cô không sao chứ cố thắng nam lắc đầu tôi không sao nhìn bàn tay trung tử nham vẫn giữ chặt vai lộ tấn lại nhìn vẻ mặt càng lúc càng xa sầm của anh ta cố thắng nam mới giật mình nhớ ra mình cần phải giới thiệu thân phận của lộ tấn chánh lát nữa anh ta lại bị người ta đối xử như lưu manh nghĩ như vậy cố thắng nam hắn giọng bác sĩ trung đây là bạn cô còn chưa nói xong lộ tấn đã hết kiên nhẫn tóm bàn tay trung tử nham đang giữ vai mình đột nhiên cúi người vặn cả cánh tay trái anh ta ra sau lưng nhìn điều bộ này thì có vẻ hai người sắp đánh nhau đến nơi rồi tay chân lộ tấn nhanh nhẹn như vậy vẻ mặt lại tỏ ra hết sức hung hãn cố thắng nam rất sợ một giây sau trung tử nham sẽ bị quật ngã thế là vội tiến lên ngắn lại ông chặt lấy cánh tay lộ tấn anh đừng động thủ. Lộ tấn bị cô ông chặt không thể động đậy, đang định mở miệng bảo cô buông tay ra, đột nhiên. Đã bị vị bác sĩ này đánh lén. Một quả đấm bất ngờ của trung tử nham đấm tới, lộ tấn còn chưa biết đối phương đấm vào phần nào trên người mình thì mắt đã tối sầm. Cố thắng nam chơ mắt nhìn lộ tấn ngã xuống, thậm chí nhìn thấy rõ ràng trước khi ngã xuống hai mắt anh ta đã trợn ngược. Thân hình cao một m 8 lắm đổ vào người cố thắng nam, Cố thắng nam vô thức đưa tay ra đỡ, cả cô và lộ tấn cùng dựa vào tường. Cố thắng nam hoảng sợ, vội vỗ vỗ mặt của lộ tấn, này, này, này. Lộ tấn im lặng như đã ngủ. Bác sĩ Trung đứng trước mặt cô hoàn toàn không căng thẳng như cô. Chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua lộ tấn rồi định kéo anh từ trong lòng cô ra, dùng hành động để thể hiện quan điểm của mình. Để mặt tên lưu manh này sống chết thế nào cũng được, anh ta sẽ đưa cô về. Đi thôi, Trung Tử Nham lạnh nhạt nói với Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam sợ hãi nhìn Trung Tử Nham, lại cúi đầu nhìn lộ tấn hai mắt nhắm nghiền, anh, anh anh anh. Anh làm gì anh ấy rồi? Cô hoảng hốt đến mức nói năng hơi lộn xộn. Cô không thấy rõ anh ta làm gì khiến lộ tấn ngật đi, Trung Tử Nham đành giải thích một chút, anh đấm chúng hỏm động mạch chủ của hắn. Thấy cô hình như hơi căng thẳng, Trung Tử Nham lại an ủi, không sao đâu, cùng lắm là hôn mê tầm 10 phút sẽ tỉnh loại người này bình thường vẫn rất ít được dạy dỗ nên mới dám kiêu ngạo như vậy, đừng để ý đến hắn, đi thôi. Cố thắng nam đi sao nổi. Gã kiêu ngạo ít được dạy dỗ trong lời đối phương chính là Anh ấy là bạn trai tôi. Cuối cùng cố thắng nam cũng có cơ hội giải thích với bác sĩ Trung. Trung tử nham ngẩn người. Ngẩn người khoảng 5 giây, Trung tử nham mới thấy bất ổn, vội kêu lên một tiếng, qua. Lúc vừa tỉnh lại, Lộ tấn vẫn rất mệt mỏi, cũng không thể mở mắt ra. Nhưng tài đã có thể nghe thấy âm thanh. Bạn thử đoán xem anh ta nghe thấy gì. Anh ta lại nghe thấy bạn gái mình không biết bị ai đó trêu đùa bật cười thành tiếng. Cho dù anh ta vẫn nhắm mắt nhưng đầu óc đã có thể tự động đồng nhất tiếng cười như trong bạc này với gương mặt tươi cười giật dở của người phụ nữ đó. Ngay sau đó, anh ta lại ngờ thấy âm thanh của gã bác sĩ đó, thực ra không chỉ có thế, chẳng hạn như huyệt á môn giữa viền tóc sau gáy. Huyệt bách lao sau gáy cách vai một ngón tay, động mạch chủ bốn ngón tay trên huyệt kiên tĩnh dưới cổ bên trái, huyệt thượng quan và huyệt hạ quan bên má gần tai. Những huyệt vị này chúng đòn nặng đều có thể khiến người ta. Nếu nhìn được thì ai không muốn nhịn. Lộ tấn hư một tiếng mở mắt ra. Khi trước mắt vẫn mông lung, lộ tấn nhìn thấy một khuôn mặt đang ở ngay trước mắt mình. Khuôn mặt giả bác sĩ chết tiệt đó sau khi đối mặt chừng nửa giây trung tử nhâm ngước mắt nhìn về phía cố thắng nam nói anh ta tỉnh rồi cố thắng nam sửng sốt sau đó lập tức đứng dậy đến gần anh ta một giây sau anh ta lại nhìn thấy gương mặt ngay trước mắt mình đã biến từ gã bác sĩ thành cố thắng nam lộ tấn thoáng cái đã tỉnh hẳn anh ta ngồi bật dậy lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên hai chiếc ghế băng ghép lại và ba người họ thì đang ở ngoài hành lang phòng ăn gã bác sĩ chết tiệt vốn đang đứng bên đầu ghế phía đầu lộ tấn. Lúc này đã đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ lui lại nửa bước, nhường chỗ cho cố thắng nam. Cố thắng nam vốn ngồi ở đầu ghế dưới chân lộ tấn. Lúc này đang sốt ruột ngồi trước mặt anh ta, hai tay nâng mặt anh ta lên xem xét, anh không sao chứ. Lộ tấn đứng lên. Không nói một lời. Cố thắng nam lặng lẽ ngẫm nghĩ, nhìn anh ấy bây giờ sao cứ có vẻ như bị ngã đến chập IC thế. Cố thắng nam lo lắng. Đang định mở miệng nói chuyện lại thấy ánh mắt anh ta quét qua người mình và bác sĩ Trung rất bình tĩnh rồi lập tức nhìn xuống chân. Hoàn toàn không đếm sĩ gì đến hai người bọn họ, không nói một lời, xoay người rời khỏi hành lang. Nhìn lộ tấn hai tay đút túi quần. Kiêu ngạo nâng cầm, vẻ mặt lạnh lùng đi qua trước mặt cô và bác sĩ Trung, cuối cùng chỉ để lại một bóng lưng coi thường. Cố thắng nam thầm nghĩ, thôi rồi, chắc chắn anh ấy giận rồi. Cứ thế, Lộ Tấn mang vẻ lạnh lùng, người lạ chớ đến gần. Không nhanh không chậm đi ngang hành lang, qua chỗ rẻ, nhân viên quán ăn gặp anh ta đều lặng lẽ lui lại tránh đường. Tuy nhiên chỉ nháy mắt sau khi thoát khỏi hai ánh mắt nhìn theo sau lưng. Lớp ngụy trang cao ngạo, lạnh lùng đó đã lập tức sụp đổ. Lộ Tấn nhanh chóng chui vào một góc, ảo não đá bờ tường. Chỉ hận bức tường trước mặt không thể nuốt trọn cả người mình vào, Lộ Tấn ơi Lộ Tấn. Ngươi mất mặt quá. Mất mặt quá. Mất mặt quá 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 quá. Đến tận lúc nghe thấy có tiếng giày cao gót chạy đến, lộ tấn mới đột nhiên dừng lại. Chủ nhân của đôi giày cao gót này chẳng lẽ chính là... Nghĩ đến điều này, lộ tấn lập tức dừng hành động quyền đầm cước đá bờ tường, vỗ vỗ mặt, khôi phục vẻ thờ ơ. Kéo cổ áo sơ mi, lấy lại vẻ lạnh nhạt, đứng thẳng người, lại đút tay vào túi quần. Cứ thế, Lộ Tấn khởi động mô hình cao quý, băng lạnh với tốc độ nhanh nhất. Một giây sau, anh ta đã nhìn thấy Cố Thắng Nam đuổi theo đến chỗ rẻ, giáo giác nhìn khắp nơi tìm bóng dáng anh ta. Hai người nhanh chóng bốn mắt nhìn nhau. Cố Thắng Nam thấy anh ta lạnh lùng đứng ở đó, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui. Cô cắn môi, lấy hết dũng khí đến gần anh ta, "Hết giận chưa?" Sự yên lặng của anh ta là câu trả lời rõ ràng nhất anh vẫn còn đang giận lắm. Xưa nay, cố thắng nam chưa từng phải dỗ dành ai, lần này cho dù đã vắt hết óc cũng không nghĩ ra phải dỗ anh ta như thế nào. Chỉ biết đứng đó nhìn anh ta trầm trầm. Ánh mắt giao nhau một hồi, lộ tấn phát hiện vẻ hối lỗi trong mắt cô, rốt cuộc mặt mày cũng dịu bớt. Nhưng anh ta vẫn không nói một lời, quay đầu bước ra cửa quán ăn. Đi được hai bước, thấy cô không hề bối rối đi theo. Lỗ tấn dừng chân, quay lại lườm cô xem gia em và hắn trò chuyện vui vẻ đến mức không muốn về nữa rồi. Cố thắng năm vội cãi lại, em chỉ trò chuyện vài câu mà thôi. Trò chuyện vài câu mà thôi. Hai chữ mà thôi được lộ tấn nói rất rõ, lại cố ý nói thật chậm, tỏ ý rất khinh thường gã bác sĩ đó, lúc anh ngất xỉu cũng có thể nghe thấy tiếng em cười khanh khách. Cố thắng năm trục dạ, vội đuổi theo. Nhưng anh ta lại không đi, Ánh mắt nhìn môi cô trầm trầm đầy ẩn ý mấy giây rồi mới ngước lên nhìn vào mắt cô. Nói rõ ràng từng tiếng, anh ghen rồi. Cố thắng năm sững sờ. Sau đó, cô đã bị hôn thật mạnh. Cố thắng năm giật mình. Sau khi phản ứng lại liền trợn mắt nhìn gương mặt anh ta gần trong gan tất, bốn chữ to nền thẳng xuống đầu, giữa chốn đông người. Cô đẩy anh ta ra, này, anh đừng. Không nói còn đỡ, vừa mở miệng nói, lưỡi anh ta đã thừa cơ tấn công vào khoang miệng cô. Lập tức chuyển thành một nụ hôn nóng bóng kiểu Pháp. Không, đâu chỉ là nóng bỏng, quả thật là một nụ hôn trốc hết tình này. Cho dù đã nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, nhưng cố thắng nam cũng bất lực, chỉ còn cách nói lúng búng dưới môi người nào đó, có người đang nhìn. Lộ tấn vẫn không ngừng hôn, tiện tay cầm lấy quyển thực đơn trên bàn bên cạnh tre mặt hai người rồi tiếp tục nụ hôn trừng phạt này. Cuối cùng anh ta cũng hài lòng. Lộ tấn nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của cô, gật đầu hài lòng, đi thôi. Cố thắng năm hơi thiếu oxy vì hôn quá lâu. Lật đật đi theo anh ta ra cửa quán ăn. Nhưng anh ta đi mấy bước, lại cảm thấy không hài lòng. Thấy anh ta dừng chân lần thứ hai. Cố thắng năm lập tức hoảng sợ dục cổ hỏi, lại có chuyện gì nữa? Lần này sẽ không bị hôn nữa chứ? Cố thắng năm ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ thấy hai, Ba nhân viên phục vụ đang đứng một chỗ, nhìn về phía hai người bọn họ với ánh mắt mang ba phần hâm mộ. Bảy phần hiếu kỳ, cảnh này khiến cố thắng nam không biết phải giấu mặt vào đâu. Lộ tấn nhìn cô từ trên xuống. Cuối cùng ánh mắt khóa chết bàn tay cô, cầm tay cô đặt lên cánh tay mình, bây giờ mới triệt để hài lòng. Khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt. Lộ tấn dẫn người phụ nữ của mình rời khỏi quán ăn. Sau khi rời khỏi, Lộ Tấn quyết không cho phép cố thằng Nam quay về bệnh viện mà vẫy một chiếc taxi lại. Đẩy cô vào xe, không lời giải thích, em về trước đi. Cố thắng Năm ngồi lên xe, quay lại nhìn anh ta, em không cần đến bệnh viện với anh nữa à? Không cần. Nhìn chiếc taxi chở cố thắng Nam lăn bánh rời đi, Lộ Tấn mới thấy yên tâm, không được để gã bác sĩ chết tiệt kia chạy tới à ơi trong lúc mình không ở bên cô ấy. Trường 58, Lúc Lê Mạng tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Cô ta mở mắt, đầu đau như muốn nứt da, trước mắt thi thoảng lại tối sầm. Hồi lâu sau mới thấy rõ trần nhà trắng toát một màu. Dây huyệt thái dương thật mạnh, cô ta bắt đầu cố gắng chấp vá những mảnh ký ức tối qua. Cô ta và Lộ Tấn đi cùng chuyến bay về, lại lạc mất anh ta ở sân bay. Dùng đầu ngón chân để đoán, cô ta cũng có thể biết được Lộ Tấn lại đến khách sạn tử kinh tìm người phụ nữ đó. Vì vậy, cô ta cũng di ếch đến tử kinh đáng tiếc đã chậm một bước nhân viên nhà hàng tử kinh lại khuyên cô ta đừng đến quấy giày đêm xuân đáng giá nghìn vạn của cô giáo cố và lộ tấn cô ta sao có thể chấp nhận đến chỗ lễ tân khách sạn lễ tân sống chết không chịu tiết lộ lộ tấn đã lấy phòng nào cô ta đoán lộ tấn có thể ở trên chiếc du thuyền hạ âu đó nhưng di ếch đến du thuyền lại chỉ có một mình đôi tình nhân cô ta hoàn toàn không quen biết cô ta quấy giày khách cuối cùng phải bồi thường phí thuê phòng một ngày cho người ta mới xong chuyện như vậy đã có thể khiến cô ta biết khó mà lui sao không cô ta ngồi suy nghĩ rất lâu trong phòng mình cuối cùng lại hùng hổ di ếch đến văn phòng của tổng giám đốc trình tử khiêm đúng lúc vị tổng giám đốc trình này đang ở lại làm thêm thế là cô ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ bắt anh ta tiết lộ số phòng của lộ tấn trình tử khiêm bị cô ta cuốn lấy không biết làm thế nào cuối cùng đành phải đồng ý, chỉ cần cô ta uống thắng anh ta. Anh ta sẽ tiết lộ. Sau đó nữa, suy nghĩ của Lê Mạng như bị ngâm trong trung rượu, chỉ nhớ chấm dứt ở đoạn cô ta uống hết ly này đến ly khác với Trình Tử Khiêm. Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì cô ta không nhớ nữa. Liếc qua chiếc tủ đầu giường, kim đồng hồ để trên tủ đã chỉ 2 giờ chiều. Theo lý mà nói, nhân viên khách sạn phải gọi điện thoại nhắc nhở cô ta 12 giờ chưa trả phòng từ lâu rồi mới đúng. Nhưng, cô ta nhìn chiếc điện thoại nội bộ đặt trên tủ. Hoàn toàn chưa hề đổ chuông. Hay cô ta ngủ quá say nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lê Mạng cố gắng tỉnh táo lại, trật vật ngồi dậy. Khi chiếc chăn tuột xuống khỏi người, đầu Lê Mạng lập tức đầy vệt đen. Áo của cô ta đâu? Lê Mạng vội mở trăng ra, không chỉ là áo, quần cũng không thấy đâu. Lúc này, cô ta trần như nhọng. Không chỉ có thế, cô ta vừa ngồi dậy đã phát hiện lưng rất đau, giữa hai chân chát giác, giác. Nhưng Lê Mạng không còn tâm tư để ý quá nhiều thứ như vậy. Cuốn chăn xuống giường đi ra ngoài, vừa tìm quần áo vừa vắt hết ốc nghĩ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Tại sao quần lót của cô ta lại nằm trên nóc tủ tivi? Tại sao chiếc quần bò của cô ta lại treo trên nắm đấm cửa? tại sao chiếc áo sát nách của cô ta lại bị vo thành một cục ném trên sofa? Còn áo lót của cô ta? Lê Mạng tìm mãi mà không thể tìm được áo lót của mình, ngược lại, cô ta tìm được một người đàn ông. Không sai, một người đàn ông, một người đàn ông nằm ngủ trong bồn tắm. Mà trên tay anh ta còn cầm điện thoại di động. Bước chân Lê Mạng khựng lại ngoài cửa phòng tắm, thị lực của cô ta rất tốt, gần như lập tức nhận ra người đàn ông đang ngủ say này chính là Trình Tử Khiêm. Cô ta cũng không biết mình đứng sững ở đó bao lâu, đến tận lúc cô ta nhìn thấy ngón tay trình tử khiêm cử động, sau đó lông mày anh ta cũng hơi nhíu lại. Hình như sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Lê Mạng kinh hãi, vội ném chiếc trăng cuốn người xuống, vừa chui vào chiếc áo sát nách cửa nhanh chóng quay đầu lại. N Hưng khi vừa cắm đầu chạy ra đến cửa phòng, Lê Mận lại ngẩn ra, đột nhiên ý thức được cô ta đã mất sự trong trắng một cách hồ đồ. Chẳng lẽ bây giờ còn bỏ chạy hồ đồ nữa? cân nhắc rất lâu, Lê Mạng cắn răng quyết định, không chạy nữa. Cô ta quay người. Đứng yên một lát, sau khi xác định phương hướng phòng bếp, liền lập tức vọt vào. Trong phòng cô ta có dao, có đủ các loại dụng cụ làm bếp. Giây lát sau, Lê Mạng đã tiện tay cầm dao bếp quay lại phòng tắm. Lúc cô ta xông vào cửa phòng tắm thì Trình Tử Khiêm đang bò từ bồn tắm lên với vẻ mặt chưa tỉnh rượu. Toàn thân anh ta trên dưới chỉ có một chiếc quần âu màu đen, từ thắt lưng trở lên để trần, vết cào màu đỏ hết sức rõ ràng. Lê Mạng sững lại. Lúc anh ta đóng nguyên bộ âu phục màu đen tiếp có vẻ cao giáo mà hơi gầy, Lê Mạng không nghĩ sau khi cởi áo ra. Đường nét cơ bắp trên người anh ta lại dán chắc đến vậy, điều này khiến Lê Mạng không dám tiến lên vì sợ đánh không lại anh ta mặc dù trên tay vẫn cầm dao bếp. Bề mặt con dao bếp phản xạ tia ánh sáng lạnh lẽo, tia sáng này thoáng qua trước mắt trình tử khiêm làm anh ta chói mắt vì vậy anh ta vô thức nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn ánh sáng. Ánh mắt gặp nhau, vẻ mặt hai bên đều hơi lúng túng. Trình tử khiêm không nói, hơi cúi đầu, đặt ngón tay lên thái dương, dáng vẻ tỏ ra ảo não. Vì vậy, Lê Mạng tỉnh lại. Đi ba bước về phía trước, giơ tay lên, chỉ mũi dao về phía anh ta, nói. Tối qua anh đã làm gì tôi? Mũi dao của cô ta còn cách anh ta một đoàn. Trình Tử Khiêm không hề sợ hãi, trên gương mặt của anh ta có vẻ bất đắc dĩ, "Em bỏ dao xuống đi đã." "Tôi không bỏ." "Anh là đồ cầm thú." "Cầm thú?" Anh ta hỏi ngược lại, vẻ mặt nửa khóc như cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt hiền lành, sửa lại lời cô ta bằng giọng bình thản, "Tôi phải gọi em như vậy mới đúng, nữ cầm thú." "Cái gì?" Cô ta không hiểu, ngẩn ra một hồi rồi mới lớn tiếng hỏi ngược lại với vẻ hung ác dáng vẻ vừa cảnh giác vừa ngây thơ này khiến Trình Tử Khiêm không nhịn được cười. Anh ta cười đến mức khiến Lê Mạng phát hoảng, cô ta vô thức nắm chặt chui dao, nghe anh ta nói nhẹ nhàng, chính em đã bắt ép tôi phải quan hệ với em. Lê Mạng lập tức cảm thấy mình như bị sét bổ trúng đầu, tiếng ông ông vang lên trong tai, mình bắt ép anh ta. Con dao bếp trên tay cô ta rơi xuống đất. Trình tử khiêm ngán ngẩm thở dài, chậm rãi đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai cô ta, lại an ủi cô ta như thể mình mới là người bị hại không biết tại sao lòng bàn tay anh ta đặt lên vai lê mạng lập tức khiến da chỗ đó nóng lên rất nhanh lê mạng vội và hất tay anh ta ra như phải bỏng cãi lại làm gì có chuyện đó nếu em không tin thì tôi có thể bảo nhân viên đưa hình ảnh camera thu hình trên hành làng đến cho em xem nói xong trình tử khiêm liền lách qua người cô ta đi ra khỏi phòng tắm anh ta cũng không biết mình ngủ trong bồn tắm bao lâu buổi sáng điện thoại của anh ta đổ chuông làm anh ta tỉnh giấc trật vật bò dậy khỏi giường cuối cùng tìm thấy điện thoại của mình trong bồn tắm người gọi điện là thư ký của anh ta thư ký báo cáo lịch làm việc hôm nay nhưng anh ta lại thấy chưa bao giờ chóng mặt như lúc này hoàn toàn không nghe nổi một chữ nào cuối cùng chỉ có thể nói với thư ký hôm nay mình không đi làm dặn cô ấy hoãn mọi công việc lại sau đó mệt mỏi chấm dứt cuộc gọi Người phụ nữ này không những nhiệt tình mà còn yêu cầu không trừng mực, hoàn toàn không giống như lần đầu tiên mà giống hệt một người từng trải. Phong phú kinh nghiệm Trình tử khiêm mệt lử, cộng thêm cơn say còn chưa qua hẳn, sau khi nghe điện thoại của thư ký, anh ta đổ thắng người vào bồn tắm ngủ li bì. Bây giờ đi ra khỏi phòng tắm, anh ta gần như đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Ánh mặt trời bên ngoài giật dở, dèm cửa cửa sổ cũng không kéo lại, anh ta đứng bên giường lập tức nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ngoài cửa sổ may mà gần đây không có công trình nào cao hơn nếu không tối qua trình tử khiêm lắc đầu không cho phép mình suy nghĩ tiếp anh ta tìm được chiếc sơ mi của mình trong đống bừa bộn trên giường đang định mặc vào lại sững người trên chiếc áo sơ mi trắng tinh có một vết máu anh ta không muốn nhớ lại nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh người phụ nữ đó người phụ nữ xây đến mức nói cũng không rõ đó chỉ vết máu, nói rất vô tâm, xem kìa, cờ Nhật Bản. Trình tử khiêm ngồi bên mép giường. Sắp xếp lại suy nghĩ, gọi điện thoại cho thư ký, tôi đây. Tổng giám đốc Trình. Giọng thư ký có vẻ hơi giật mình. Trình tử khiêm cũng không để ý, làm phiền cô bây giờ đến nhà tôi, lấy một bộ đồ mang đến. Trình tử khiêm do dự một lát. Cuối cùng vẫn nói, mang đến tử kinh. Anh ta nhất thời quên mất số phòng, đang định lấy cuốn sổ góp ý trên đầu giường có ghi số phòng trên đó thư ký đã hỏi trước, phòng 1210 Tử Kinh đúng không ạ? À? Trình Tử Khiêm nhíu chặt lông mày, tại sao cô biết? Lúc này thư ký mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, tạm ở hồi lâu rồi mới sợ hãi nói thật, chưa nay ăn cơm dưới nhà ăn. Tôi nghe người bên phòng khách hàng nói. Nếu Trình Tử Khiêm cho rằng đây chính là tin xấu nhất anh ta nghe thấy trong ngày hôm nay thì anh ta đã lầm tin xấu hơn vẫn còn đợi ở phía sau. Không chỉ có tôi mà gần như tất cả mọi người chưa nay đến nhà ăn đều nghe nói. Tối qua, ngài bị một phụ nữ ép vào. Cho nên lễ ra chưa nay, lễ tân phải gọi điện thoại nhắc người phụ nữ đó trả phòng, nhưng đã không gọi vì không muốn làm phiền hai người. Thư ký chỉ chạm đến là dừng, không nói tiếp. Trình tử khiêm lặng lại cất điện thoại, rõ ràng ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm. Không một gợn mây, anh ta lại cảm thấy chỉ cần ngẩng đầu lên là lại nhìn thấy một đám mây đen rất lớn, che kín trên đầu. Như có linh tính mách bảo, trình tử khiêm quay lại, nhìn ngay thấy người phụ nữ tối qua đã ép, anh ta đi vào phòng khách sạn đó. Lê Mạng bị anh ta nhìn trầm trầm bằng ánh mắt phủ đầy mây mù, không kìm được co dúng người lại, sau đó cố gắng đứng thẳng người. Đi đến chỗ anh ta, tôi phải đi đây. Anh ta không nói gì, nhưng dường như ánh mắt lại nói thay, đi thông thả, không tiễn. Lê Mạng suy nghĩ một chút rồi chìa tay về phía anh ta, hình như muốn đòi thứ gì đó. Cái gì? Hai tay Lê Mận lập tức nóng lên. Sau đó hỏi với vẻ hung dữ, áo lót của tôi. Anh giấu áo lót của tôi đâu rồi? Tối qua, người phụ nữ này đấu rượu với anh ta trong văn phòng. Sau khi uống say, gần như chỉ hận không thể lập tức lột sạch chính mình rồi dâng lên cho anh ta. Anh ta đã nhắc lại 800 lần, tôi không phải lộ tấn, cô nhận nhầm người rồi, nhưng cô ta vẫn không hề tỉnh lại. Cô ta vội vã cởi quần Aso anh ta, đương nhiên cả quần áo của chính mình. Trình tử khiêm thì vẫn lúng cuốn giúp cô ta, cũng giúp mình mặc lại quần áo, đến tận lúc anh ta triệt để nổi giận. Tóm lấy tay cô ta, hung ác ông hôn, cũng không còn để ý cô ta đòi cởi quần áo cô ta hay quần áo chính mình nữa. Nhưng đúng lúc anh ta sắp xa lầy thì bảo vệ trực đêm đến tuần tra. Anh ta lập tức tỉnh lại, kéo cô ta giấu dưới bàn làm việc đợi bảo vệ đi rồi mới kéo cô ta ra ngoài còn áo lót của cô ta chắc lúc đó đã rơi xuống gầm bàn làm việc của anh ta rồi vừa nghĩ đến đây sắc mặt trình tử khiêm trật trắng bệt. ngộ nhở hôm nay có người vào văn phòng anh ta phát hiện một chiếc áo lót nữ vậy thì hình tượng tống giám đốc khách sạn tử kinh oai phong lẫm liệt đã hoàn toàn đổ sụp xích lần đầu tiên trong đời Trình Tử Khiêm chửi bậy mất kiểm soát như vậy. Lộ Tấn không hề ở lại thành phố B lâu hơn vì chuyện di chúc, sau ba ngày nghỉ theo đúng lịch trình, anh ta lại bay về Thượng Hải. Kết quả ngày nghỉ tiếp theo, Cố Thắng Nam lại quay về với tam giác sắc cùng từ Chiêu Đệ và Vivian. Ba người cùng đi xem phim. Ngồi trong phòng chiếu vip, từ Chiêu Đệ lại không xem màn chiếu mà chỉ nhìn Cố Thắng Nam, liên tiếp nhướng mày đầy ẩn ý với cô, bạn nhìn lại mình đi, mặt mày hồng hào thế kia có phải ba ngày không hề bước xuống giường không cố thắng nam vội đẩy mặt từ chiêu đệ quay đi bảo cô ấy xem phim đừng nhìn cô nữa ở đây tối như vậy mà bạn vẫn thấy rõ sắc mặt tớ à từ chiêu đệ thích thú trêu trọc có gì đâu mà xấu hổ yêu xa chính là như vậy ba ngày đó có thể không xuống giường thì đừng xuống dù sao bạn cũng chỉ ăn no được lần này rồi lại phải nhịn đói một tháng Vivian ngồi bên cạnh, dù hai mắt nhìn trầm trầm vào mạng chiếu, nhưng lại nghe nội dung hai người nói chuyện không sót chữ nào. Kịp thời buông một câu với từ chiêu đệ, bạn cho rằng ai cũng đói khát giống bạn à. Tớ đói khát. Từ chiêu đệ lập tức thay đổi mục tiêu. Buông tha cố thắng nam, chuyển sang tấn công Vivian, thế người nào đi xem phim với bạn khuê mật còn phải mang cả bạn trai đi theo nhỉ? Hiển nhiên từ chiêu đệ nói là Lưu Trạch Nam đang ngồi bên kia Vivian. Lưu Trạch Nam không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Vivian. Vẫn là cố thắng nam thức thời nhất, cô ghé sát vào tai từ chiêu đệ, nhỏ giọng nhắc nhở, vé xem phim buổi chiếu hôm bay là Lưu Trạch Nam tặng chúng ta đấy. Hơn nữa còn là phòng chiếu viết. Bạn đừng mắng anh ta, tớ muốn sau này, vẫn được xem phim miễn phí nữa. Thực ra từ chiêu đệ cũng chỉ nói vậy chứ cô và cố thắng nam đều hiểu rõ. Đến nay Vivian vẫn còn ở nhà cố thắng Nam là vì hắn mà chuyển ra khỏi nhà cố thắng Nam, Lưu Trạch Nam nhất định sẽ yêu cầu sống chung. Hiển nhiên Vivian còn chưa nghĩ đến chuyện sống chung sớm như vậy. Mặc dù cố thắng Nam đều không rõ Lưu Trạch Nam rốt cuộc đã làm gì khiến Vivian không có cảm giác an toàn như thế. Nhưng giờ anh ta quả thật đáng được thông cảm. Chỉ có chen chân vào tam giác sắc này, hắn mới có thể có chút thời gian ở bên Vivian. Nhưng cho dù đáng thông cảm, những việc giả Lưu Trạch Nam này liên tiếp thể hiện tình cảm trước mặt một nữ thanh niên độc thân lớn tuổi như Từ Chiêu đệ vẫn làm cô rất khó chịu. Chẳng hạn như bây giờ, lát nữa xem phim xong, em muốn đi đâu? Lưu Trạch Nam ghé sát vào tai Vivian, thấp giọng hỏi. Đâu trả được? Đâu trả được? Vậy nhà anh nhé. Lưu Trạch Nam cười hơi xuồng xả. Chẳng lẽ bọn hắn không tình cảm thì sẽ chết sớm chắc? Từ chiêu đệ lặng lẽ phớt lờ cảnh hai người này liếc mắt đưa tình. Lặng lẽ cắn ống hút, lặng lẽ bực bội, nên đương nhiên cũng không nhìn thấy cố thắng nam bên cạnh mình cũng lặng lẽ cầm đồ uống lên. Cắn ống hút. Thực ra, hành vi mờ ám đó đã thực sự kích thích cố thắng nam. Trường 59 Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thấm thoát đã qua 30 ngày. Từ chiêu đệ gọi điện cho cố thắng nam định hủy buổi tụ tập đã hẹn trước vào cuối tuần này. Lúc này, Cố Thắng Nam vừa nói chuyện với Lộ Tấn Sông, đang chuẩn bị đi ngủ. Bóng đêm ngoài cửa sổ rất đặc, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh. Cửa kính bám một lớp hơi nước dày. Cố Thắng Nam vừa suy nghĩ miên man không biết thời tiết bên Thượng Hải có xấu như bên này không. Vừa nghe từ chiêu đệ than thở, vừa rồi gọi điện thoại cho bạn mà thấy báo máy bận, thế nào, lại nấu cháo điện thoại với người đàn ông của bạn à. Đúng thế. Cố Thắng Nam vừa nói vừa lật chăng, định chui vào trăng nằm trên giường tiếp tục trò chuyện với từ chiêu đệ nhưng lại phát hiện vượng tài đã chui vào ngủ trên giường cô từ lúc nào cố thắng nam đã quen với hành vi chiếm chỗ này của nó đành chuyển sang ngồi trên chiếc ghế cuối giường từ chiêu đệ bội phục chỉ thiếu nước quỳ dạp xuống đất trước cô bạn tốt đang duy trì tình yêu xa cách này của mình bây giờ hai người chỉ sống nhờ gọi điện thoại thôi à đúng là bạn chịu đựng cô đơn giỏi thật đấy nhưng hiển nhiên cố thắng nam đã có kế hoạch của mình cô tiết lộ với từ chiêu đệ tuần sau sinh nhật anh ấy tớ đã xin nghỉ phép rồi tớ sẽ bay đến thượng hải cho anh ấy một điều bất ngờ từ chiêu đệ lập tức khen ngợi a à, cái đứa đầu gỗ như bạn cuối cùng cũng thông suốt rồi cố thắng nam không cầm được nhíu mày suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định thỉnh giáo cao thủ tình trường từ chiêu đệ nhưng theo bạn thì tớ nên thực hiện điều bất ngờ này thế nào Quả nhiên, đối với từ chiêu đệ từng lê kế hoạch tổ chức vô số hoạt động quan hệ xã hội. Vấn đề tạo bất ngờ này quả thực là chuyện dễ như ăn kẹo, việc này quá đơn giản. Tìm cách lấy được chìa khóa nhà anh ta từ sớm. Lén vào nhà, chuẩn bị một bữa tiệc thật bất ngờ, nào là bánh ngọt, rượu vang, đồ ăn ngon, những thứ này bạn am hiểu lắm mà. Sau đó, từ chiêu đệ cười hết sức thần bí, giọng nói lập tức chuyển sang mờ ám, bật đèn chỉ vừa đủ sáng, cởi sạch ra nằm trên bàn. Bày bánh ngọt lên trên người, chờ anh ta về, để anh ta thoải mái tận hưởng. Từ chiêu đệ vừa nói xong, vượng tài đang ngủ say đã đưa tay lên che mặt rất đúng lúc. Cả người co lại, dường như cũng bị đề nghị của từ chiêu đệ làm cho xấu hổ. Cố thắng năm lập tức đỏ mặt, liên tục xua tay, quá. Quá quá đáng rồi, chắc chắn tớ không làm được đâu. Từ Chiêu Đệ cảm thấy vô cùng đáng tiếc, thở dài, giọng điệu lại trở lại vẻ bình thường, vậy thì đừng cởi hết. Mặc một bộ đồ hầu gái gì đó, như thế thì không quá đáng chứ. Đã chuẩn bị tinh thần từ sau đề nghị lúc nãy của Từ Chiêu Đệ. Lần này Cố Thắng Nam cảm thấy gợi ý mặc đồ hầu gái có vẻ ổn hơn. Cô nghiêng đầu, hình ảnh này tồn tại rất lâu trong đầu Cố Thắng Nam rồi mới từ từ biến mất. Cô dây chán, à đúng rồi, bạn tìm tớ có việc gì không? nghe vậy từ chiêu đệ mới nhớ ra mình mãi nói chuyện mà quên mất việc chính vội lấy lại tinh thần a à suýt quên cuối tuần này tớ không đến tụ tập được hả khi không gặp với ai từ chiêu đệ rất thích mấy trò tụ tập này mấy lần trước cô chưa từng vắng mặt vì vậy cố thắng nam hơi kinh ngạc khi thấy lần này từ chiêu đệ không đi được có việc đột xuất à không biết vì sao từ chiêu đệ lại nghẹn lời ầm à ơ một hồi rồi mới đáp ờ à, đúng thế cố thắng nam không khỏi cảm thấy cô độc, có nghĩa cuối tuần này cô lại chỉ có một mình. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cuối tuần cô có thể lên mạng mua mấy bộ đồ hầu gái. Vừa nghĩ đến điều này, tâm tình cố thắng nam đã sao động. Vừa hơi vui vẻ vừa hơi ngượng ngùng. Cứ thế, cô dừng cuộc gọi mà trong đầu vẫn còn mơ mộng. Quay lại nhìn vượng tài vẫn ngủ trên giường với vẻ xấu hổ. Cô chỉ có thể cảm thán, vì sao trong đêm dài đằng đẵng như vậy, ở bên cô không phải một người đàn ông mà lại là con khỉ vô tâm này chứ. Ở đầu dây bên kia, từ chiêu đệ đang ở Thượng Hải, vừa nói chuyện xong thì một cánh tay dán chắc đã đưa ra, hiển nhiên đêm dài đằng đẳng của Celine từ có đàn ông làm bạn. Cánh tay đó vòng qua, ông lấy người từ chiêu đệ, đồng thời một giọng nam mập mờ thầm thì vào tai cô, hôm nay đến sinh nhật anh. Chúng ta cũng thử một lần xem. Từ chiêu đệ trừng mắt, mạnh tiên sinh, quan hệ của chúng ta còn chưa khôi phục đến mức độ đó. Mạnh Tân Kiệt nhếch miệng, ngồi dậy, tay vẫn ôm ngang eo cô, dáng vẻ rất thỏa mãn, anh vừa nói anh bị tai nạn xe là em đã bay đến Thượng Hải ngay trong đêm. Am còn phủ nhận gì nữa chứ? Từ chiêu đệ không đáp trả được. Hình như sự yên lặng của cô đã cho Mạnh Tân Kiệt lý do để thừa thắng truy kích. Thế là cậu ta lại nói, em hủy buổi tụ tập cuối tuần chẳng phải cũng vì muốn ở bên anh thêm vài ngày sau từ chiêu đệ bị vặn hỏi đến khó chịu. Lường một cái, lại thấy cậu ta nói tiếp, mặc dù em vẫn luôn miệng nói. Mạnh Tân Kiệt không nói tiếp, vì từ hy xe đệ đã hung ác hôn lên môi cậu ta. Việc xê linh từ am hiểu nhất chính là làm cho đàn ông chết mê chết mệt, Mạnh Tân Kiệt bị hôn một hồi, quên luôn mình đang định nói gì. Cố thắng năm không thể không cam tháng, có một cô bạn gái thần thông quảng đại là một chuyện đáng để vui mừng biết bao cô bất ngờ nhận được chìa khóa và thẻ ra vào công căn hộ của lộ tấn do mạnh tân kiệt chuyển phát nhanh đến cố thắng nam chỉ cho rằng đây là từ chiêu đệ nhờ mạnh tân kiệt giúp mà không biết để giúp được cô việc này từ chiêu đệ đã phải tốn bao nhiêu mồ hôi trên giường cậu trợ lý họ mạnh buổi tối trước sinh nhật của lộ tấn cố thắng nam đã đặt vé máy bay đến thượng hải vào ngày hôm sau hiển nhiên đêm nay cô phải chuẩn bị hành lý trước đó Cô đã đặt mua trên mạng một bộ đồng phục tiếp viên hàng không, một bộ y tá, một bo hầu gái. Địa chỉ cửa hàng trực tuyến cũng là từ chiêu đệ cho cô. Cô ấy bảo đảm với cố thắng nam với tư cách của một người từng trải, đồng phục cửa hàng này bán có kiểu dáng mới nhất. Hơn nữa, chất liệu cũng vô cùng đặc biệt, với sức mạnh của đàn ông thì chắc chắn chỉ cần xé nhẹ đã chết rồi. Vì vậy, từ chiêu đệ cũng chú ý nhắc nhở cố thắng nam, tốt nhất bạn nên mua mấy bộ vào, xé chết rồi lại thay bộ mới, bảo đảm lộ tấn sẽ được xé đã đời luôn. Đang thận trọng xếp đồng phục vào vali, trong đầu cố thắng nam vang lên lời nhắc nhở đó của từ chiêu đê. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên, đúng lúc này. Khe 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 khe. Vượng tài lại đến làm phiền. Cố thắng nam quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy vượng tài đã leo từ ban công bên kia sang ban công ngoài phòng ngủ của cô. Thấy nó sắp chui qua cửa sổ vào phòng ngủ, Cố Thắng Nam lập tức cuốn lên, không ngờ hôm nay cô lại quên chốt cửa sổ. Cô vội kéo khóa vali, nhét hai bộ đồng phục còn chưa kịp cho vào vali xuống dưới gầm giường để tránh không để Vượng Tài lôi mấy thứ đồ gợi cảm của cô ra trước mặt bố cô như lần trước. Quả nhiên Vượng Tài không phát hiện ra mấy bộ đồng phục cô giấu dưới gầm giường. Nó chèo thẳng lên giường, định chiếm chỗ ngủ của cô. Cố Thắng Nam cũng không có thời gian đuổi nó đi, vì lúc này Lộ Tấn đã gọi điện đến. Vừa mở FaceTime một, ngay cả lộ tấn bê kia cũng nhận ra sự khác thường của cô, em vừa tắm xong à. Sao mặt em đỏ thế? Một, một ứng dụng gọi video của Facebook. Cố thắng năm vội vỗ vỗ mặt, bị chuyện, em tắm nước nóng ấy mà. Lộ tấn ờ uh, một tiếng. Mệt mỏi tháo cà vạt. Cố thắng năm nhìn màn hình, thấy hình như anh ta đang ngồi trên ghế sau xe hơi, không kìm được hỏi, anh còn chưa về nhà à? Anh ta gật đầu, hình như mệt đến mức không muốn nói chuyện. Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát rồi dò hỏi, mai lịch làm việc của anh có kín không? Vừa nhắc tới việc này, Lộ Tấn đã tỏ ra mệt mỏi, anh ta ngẩng đầu, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, ngày mai bận cả ngày. Anh đúng là cuồng công việc, sinh nhật mà cũng làm từ sáng đến tối. Nghe cô than thở như vậy, Lộ Tấn chợt ngồi thắng lên. Hai mắt sáng ngời, em cũng biết sinh na hát của anh à. Một người đàn ông lại bị câu đơn giản này khiến tâm tình thay đổi. Cố Thắng Nam cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong lòng ngực. Lộ Tấn đợi một hồi cho rằng sẽ nghe thấy người phụ nữ này hỏi một câu kích động lòng người như có cần em đến với anh không? Nhưng lại thấy cô vẫn yên lặng, anh ta mệt mỏi dựa lưng vào ghế, em không đến chỗ anh à. Cố Thắng Nam cố tỏ ra nuối tiếc, năm nay em đã nghĩ hết các loại phép rồi. Không xin nghĩ được nữa, đúng là tin tức làm người ta chán nản. Tâm tình sa sút của lộ tấn lập tức tràn ngập cả xe. Tài xế liên tục liếc nhìn ghế sau trong gương chiếu hậu, ngay cả anh ta cũng hết sức tò mò, từ trước đến nay chỉ thấy lộ tiên sinh vui buồn không lộ. Đây là lần đầu tiên thấy lộ tiên Sinh thể hiện tâm tình ra ngoài mặt rõ ràng như thế, là thật, là thật. Chiều hôm sau, cố thắng Nam Bơ Phơ đến Thượng Hải kéo vali hành lý chứa mấy món đồ làm người ta đỏ mặt ra sân bay. Cố Thắng Nam ngẩng lên nhìn, không âm u như thành phố B. Lúc này thượng hải trời quang mây tạnh, gió thu mát mẻ, quả nhiên là ngày hoàng đạo thích hợp để làm mọi việc. Dù vẫn biết lộ tấn mắc bệnh yêu sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng khi cố Thắng Nam ra khỏi thang máy tòa trung cư, thực sự bước vào căn hộ không một hạt bụi của anh ta, cô vẫn bị sàn nhà sáng như gương làm cho kinh sợ. Cô còn chưa kịp đặt hành lý xuống thì đã nhận được tin nhắn của trợ lý Mạnh. Trợ lý Mạnh đã tìm giúp cô bản đồ đường đến siêu thị lớn gần đó. Cố Thắng Nam đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Sách túi lớn túi nhỏ về, vào phòng bếp cũng sạch sẽ đến mức không thấy chút hơi người, đã đến giờ cô giáo Cố thể hiện tay nghề. Theo lịch trình làm việc mạnh tân kiệt từ sớm thì 10 giờ tối Lộ Tấn mới có thể về đến nhà, cô có đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ thậm chí cố tháng năm còn nhận được tin nhắn đầy hờn rỗi của Lộ Tấn, em không đến đón sinh nhật cùng anh thật à. Theo lịch trình hôm nay của Lộ Tấn, giờ này anh ta đang họp với người đại diện. Cố tháng năm tưởng tượng anh ta vừa nghiêm túc dự họp vừa lén gửi tin nhắn dưới gầm bàn. Không nhìn được bật cười, sau đó lại nhìn cười lạnh lùng trả lời một chữ, không. Sau đó, cô ném điện thoại trên sofa. Vào tham quan phòng ngủ của anh ta. Ngoài cửa sổ phòng ngủ chính là cảnh sông Hoàng Phố, trên vách tường bên cạnh cửa sổ có gắn một loạt giá đỡ trong suốt. Trên đó là các loại đồ sưu tầm của anh ta, có tranh vẽ, có đồ thủ công mỹ nghệ, không ngờ còn có cả thiết bị báo động lúc đầu anh ta đưa cho cô. Nếu không nhìn thấy thứ này, có thể cố thắng nam đã quên mất khi đó lộ tấn sợ gặp cô đến mức nào. Khi đó, ai ngờ cuối cùng cô và anh ta lại phát triển thành quan hệ như bây giờ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cố Thắng Nam nằm trên sofa xem phim suốt một buổi chiều. Bầu trời ngoài cửa sổ tối dần. Nhà cửa đường xá đã sáng đèn, màn đêm sâu dần. Thấy sắp đến 10 giờ, Cố Thắng Nam vào bếp, sáng tay áo, bắt đầu cầm muôi. Một tiếng sau, một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị đã được bày ra. Tiếp theo là đến phần chăm sóc bản thân. Trang điểm cẩn thận, kéo dèm cửa sổ, mở vali ra, lấy bộ đồ đồng phục gợi cảm dễ chết đó ra thay. Tối qua bị vượng tài quấy rối, hai bộ đồng phục bị Cố Thắng Nam nhét xuống gầm giường vẫn không dám lấy ra mang đến thượng hải. Bây giờ cô chỉ có một bộ đồng phục, đương nhiên phải hết sức cẩn thận để tránh bị trách. Bộ này là của lộ tiên sinh, phải để anh ta tự tay xé. Cuối cùng, đứng trước gương lớn xem lại chính mình, Cố Thắng Nam lại hơi do dự. Cổ áo thấp quá, đường xẻ bên hông váy lại quá cao. Có phải hơi quá không? Cô cắn răng, thôi kệ cứ thế mà mặc. Cô nằm trên sofa nhìn thẳng ra cửa như lời từ chiêu đệ dậy. Tạo hình xinh đẹp như một món quà để đợi người nào đó về mở quà. Nhưng. Nhưng. Tại sao anh ta vẫn chưa về? Cố thắng nam vẫn nằm ở đó giữ nguyên tạo hình này, eo đã mỏi, chân đã tê, nhưng sợ váy áo bị căng dắt nên không dám cử động mạnh. Chỉ có thể quay mặt lại thật nhẹ nhàng, nhìn về phía đồng hồ để trong góc. Đã 10 giờ 15 phút chẳng phải trợ lý mạnh đã nói 10 giờ anh ấy sẽ về sao? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng người? Trong lúc cô đang rất sốt ruột này, đột nhiên một tiếng động vang lên bên tai. Trong yên lặng tuyệt đối đột nhiên vang lên tiếng động đó. Cố thắng năm giật mình, lập tức quay lại, động tác quay đầu hơi nhanh một chút, và trẹo cổ. Cố thắng năm kêu đau một tiếng. Vội nghiêng đầu, đưa tay đỡ lấy cổ, động tác đưa tay hơi mạnh một chút, và soạt một tiếng, bộ đồng phục trên người dép một đường từ cổ áo đến tận vạt váy. Cố tháng năm lập tức đã trở thành bán khỏa thân, cô không nhìn được vũ thầm một tiếng, lại không có thời gian để ý đến bộ đồng phục. Vừa đỡ cổ vừa tìm chiếc điện thoại nằm trong góc sofa. Là Mạnh Tân Kiệt gọi cho cô. Cậu ta mang tin dữ đến cho cô. Cô giáo cố, thực sự xin lỗi, tôi bận quá, quên mất cô còn đang ở nhà lộ tiên sinh. Tình hình là thế này, Tối nay lộ tiên Sini phải học đột xuất. Không biết đến lúc nào mới về được. Cố Thắng Nam chán nản buông điện thoại, nhìn tình trạng nhếch nhát của mình. Lại nhìn phòng bếp xa xa, chắc đồ ăn đã nguội hết rồi. Cứ như vậy, Cố Thắng Nam bị trẹo cổ vừa than vãn vừa mặc quần aso vào. Ném mớ vải trách đó sang một bên. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao điều bất ngờ cô định dành cho lộ tấn cuối cùng lại trở thành thê thảm thế này đỡ cổ, nhưng đầu nghĩ rất lâu, cuối cùng cố thắng Nam quyết định đóng hộp các món ăn mình đã làm và mang thẳng đến công ty Lộ Tấn. Lộ Tấn không có chút nhạy cảm nào với sắc đẹp, cho nên so với đồng phục gợi cảm, chắc chắn anh ta còn thích đồ ăn cô làm hơn. Nhìn thấy cô mang đồ ăn nhảy dù xuống trước mặt, chắc chắn anh ta sẽ cực kỳ vui mừng. Vừa nghĩ như vậy, cố thắng Nam lại thấy bừng bừng khí thế. Cứ thế, cô giáo cố nghiêng đầu, đỡ cổ, đi ra khỏi tòa nhà, Bắt taxi đi tới công ty. Sau khi đến công ty, Cố Thắng Nam gọi điện cho Mạnh Tân Kiệt. Bây giờ Lộ Tẩn còn đang họp, Cố Thắng Nam đành phải đợi trong văn phòng của anh ta. Trên bàn làm việc của anh ta đặt ảnh của cô. Mặc dù không biết anh chụp trộm tấm ảnh này lúc nào, mặc dù cảm thấy góc độ của tấm ảnh chụp trộm này quá kém. Nhìn mặt cô to hơn bình thường khá nhiều, nhưng Cố Thắng Nam vẫn không thể không mỉm cười cầm lên, vuốt ve bên mép khung ảnh. Không bao lâu sau, Mạnh Tân Kiệt gửi tin nhắn, cuộc họp đã kết thúc, lộ tiên sinh đang trên đường về văn phòng. Cố Thắng Nam vội đặt khung ảnh xuống. Nhưng đầu ngồi trên ghế giám đốc của lộ tấn và xoay ghế quay lưng ra cửa, khi lộ tấn về đến văn phòng, cô sẽ quay lại 180 độ để làm anh ta bất ngờ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên sắp xếp bất ngờ cho người khác, Cố Thắng Nam suy nghĩ rất hưng phấn. Nhưng... Nhưng, nhưng tại sao anh ta lại muộn giờ một lần nữa? Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ, đã quá 30 phút, tại sao Lộ Tấn còn chưa trở lại văn phòng? Giờ khắc này, cuối cùng Cố Thắng Nam cũng nổi giận. Cô đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng tông sữa sông da, đi thẳng đến phòng hội nghị tìm người. Lộ Tấn không ngờ mình lại bị người khác chặn ngang trên đường về văn phòng. Nhìn người trước mặt, mắt Lộ Tấn trận tròn, tại sao cô lại đến đây? lê mạng không nói gì cắn răng dáng vẻ hoang mang lo lắng vị thiên kim tiểu thư luôn luôn ngạo mạng xảo quyệt này chưa bao giờ thất thần như lúc này lộ tấn không kìm được châu mày làm sao vậy một giây sau đột nhiên lê mạng tiến lên ông lấy lộ tấn em 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 có thai rồi giọng lê mạng tràn đầy hoảng sợ lộ tấn em em phải làm gì đây lộ tấn sững người đương nhiên không chỉ có lộ tấn mới sững người mà còn cả cố thắng nam chết đứng cách đó không xa chương 60 cố thắng nam thấy đầu óc mình rơi vào tình trạng chống giỏng, đến tận lúc lộ tấn dẫn lê mạng vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt quay người về phía cô đang đứng cố thắng nam mới đột nhiên bừng tỉnh vô thức lùi vào chỗ chậu cây cảnh trong góc giấu mình vào trong bóng tối cô chơ mắt nhìn lê mạng gần như dựa cả người vào ngực lộ tấn hai người dìu nhau đi qua trước mắt cố thắng nam cố thắng nam trật nhớ lại rất lâu trước đây cô từng bị từ chiêu đệ lôi đi bắt quả tang trung duệ khi đó tâm tình cô rất bình tĩnh nhưng lúc này cả thế giới của cô dường như ngừng quay không còn khả năng suy nghĩ đầu óc chống giỏng thậm chí còn thấy tất cả mọi thứ đều không chân thực lỗ tấn lê mạng con cố thắng năm hoàn toàn không thể kết nối các từ này lại với nhau Cố Thắng Nam cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu, đến tận lúc điện thoại của Rô Dung lên, ba hồn chính vía đang trôi nổi khắp nơi của cô mới bị kéo về. Là Lộ Tấn gọi tới. Ừ, trong nháy mắt, vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu Cố Thắng Nam. Lúc này, chẳng phải anh ta đang bận vỗ về lê mạng sao? Tại sao còn có thời gian gọi điện thoại cho cô? Hay anh ta phát hiện đồ ăn cô để trong văn phòng? Cố thắng nam mãi suy đoán quên cả nghe điện thoại, đến tận lúc tiếng chuông dừng lại nhưng anh ta lại nhanh chóng gọi lần nữa lần thứ hai không được gọi lại lần thứ ba cuối cùng cố thắng nam cũng sắp xếp được suy nghĩ trong đầu và nghe máy cô còn chưa kịp nói gì thì lộ tấn đã hỏi trước em có số điện thoại cá nhân của trình tử khiêm không sao là sao nhỉ gọi điện thoại đến để hỏi số của trình tử khiêm không chỉ có thế Cố Thắng Nam còn hoàn toàn không thể tin được khi phát hiện giọng nói của anh ta có vẻ như đang kiềm chế sự vui sướng. Suy nghĩ vừa mới sắp xếp lại của Cố Thắng Nam lại bị anh ta làm rối loạn, nhưng Lộ Tấn hoàn toàn không biết, chỉ tiếp tục nói, bình thường anh ta luôn liên lạc với anh bằng số điện thoại công việc. Anh vừa gọi số đó nhưng điện thoại tắt máy. Anh. Tìm anh ta làm gì? Để cảm ơn anh ta. Hả? Cố Thắng Nam thấy mình hoàn toàn nghe không hiểu anh ta đang nói gì. Gã trình tử khiêm này đúng là tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi, chỉ tung một đòn mà bắt được lê mạng, việc này chẳng khác nào giải cứu anh ra khỏi vệ khổ nên đương nhiên anh phải cảm ơn anh ta chứ. Hả? Giọng lộ tấn mang vẻ chán ngán, cô giáo cố, ngoài nói hả thì em không nói được gì khác à. Cố Thắng Nam lập tức nổi giận, chính anh không nói rõ ràng. Em nghe mà không hiểu ra sao, không hả thì biết nói gì. Nhưng đúng lúc này cố thắng nam trật ngẩn ra, dường như có một tia sáng xẹt qua trong đầu cô. Lộ tấn. Lê mạng. Có thai. Trình tử khiêm. Cố thắng nam không kìm được, bỗng dưng sợ hãi kêu lên, lê mạng có thai với tổng giám đốc trình. Cầm cố thắng nam suýt rơi xuống đất. Sao em biết lê mạng có thai? Giọng lộ tấn bỗng dưng trầm xuống, rõ ràng tỏ ý nghi ngờ lúc này cố thắng nam mới nhận ra mình đã lỡ miệng cô nhất thời không nói được gì nhưng dường như lộ tiên sinh cũng đã đoán được em đang ở công ty anh không như gặp đại địch cố thắng nam lập tức phủ nhân nếu anh ta biết cô trốn ở chỗ khuất này âm thầm đau lòng hồi lâu vì hiểu lầm thì chắc chắn anh ta sẽ chụp cho cô một tội danh không tín nhiệm người yêu hậu quả thực sự không thể tưởng tượng bây giờ cô chỉ muốn làm cho thời gian quay lại mấy tiếng trước Cô vẫn ở trong căn hộ của anh ta. Chuẩn bị cho anh ta một điều bất ngờ. Cố Thắng Nam im lặng suy nghĩ một hồi rồi quay đầu đi ra ngoài, bước chân rất nhanh làm cho giọng nói có vẻ cực kỳ bình tĩnh, "Em vừa về nhà. Đã lái xe vào bãi rồi, mình nói chuyện sau nhé." Anh ta không ngờ cô định chấm dứt cuộc trò chuyện sớm như vậy, chỉ bình tĩnh hỏi cô, "Em vội vã thế làm gì?" Cố Thắng Nam Trợt nhớ ra mình chưa cho anh ta số của Trình Tử Khiêm cô vội bổ sung lát nữa em gửi số cá nhân của tống giám đốc trình cho anh nhé nhưng hình như lộ tấn đã quyết định tạm thời gác chuyện của trình tử khiêm sang một bên bỏ qua đề tài này chuyển sang hỏi cô hôm nay là sinh nhật anh em không chúc gì anh à cố thắng nam vốn định để lát nữa gặp anh ta sẽ chút sau vì vậy lúc này chỉ coi như tập trước một lần cho quen ơ à. sinh nhật vui vẻ một lời chút qua loa đơn giản như vậy hiển nhiên không thể khiến anh ta hài lòng chỉ có lợi thế thôi à cố thắng nam nhếch miệng thầm nghĩ đợi lát nữa tôi vừa cởi bộ đồng phục trên người da như mở quà vừa nhắc lại chính câu này xem anh còn cảm thấy có lợi nữa hay không nhưng nghĩ lại bộ đồng phục đó đã đi tông từ lâu rồi tâm tình cố thắng nam lại sa sút may mà lúc này cô đã đi tới chỗ thang máy thang máy đến rất nhanh cố thắng nam đi vào vừa bấm số vừa nói với lộ tấn ở đầu dây bên kia em phải dừng thật đây. Lộ tấn vẫn tiếp tục cản, chờ đã. Cố thắng nam đành vừa đứng nhìn cửa thang máy từ từ khép lại trước mắt vừa yên lặng chờ lộ tấn nói tiếp. Nhưng đúng lúc này. Một bàn tay đột nhiên lách tới, chặn hai cánh cửa thang máy. Cố thắng nam giật mình, chờ mắt nhìn cửa thang máy lần nữa mở ra. Ngước mắt lên. Lộ tấn đã đứng ngay ngoài cửa thang máy nhìn cô, điện thoại vẫn đặt bên tai. Cố thắng nam chớp mắt, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Lỗ tấn đưa tay kéo cô trong thang máy ra, giang tay ôm cô thật chặt. Cái ôm bất ngờ của lộ tấn khiến cố thắng nam suýt ngạt thở. Nhưng chỉ một giây sau, anh ta đột nhiên nâng cầm cô lên, hùng ngấu nghiến. Lần này, cố thắng năm ngạt thở thật. Cổ em. Ơ. Ờ, âm thanh của cô cũng nhanh chóng bị anh ta nuốt mất. Hình như anh ta định nuốt cô thật, mút môi và cả đầu lưỡi cô thật mạnh nhấm nháp mùi vị của cô như một chuyên gia ẩm thực thưởng thức món ăn với lòng tham không đấy vừa nóng nhiệt vừa có chút thô bạo cố thắng nam lại không có tâm tư hưởng thụ nụ hôn này cổ cô sắp gãy rồi cửa thang máy đóng lại sau lưng bọn họ góc thang máy này chỉ còn lại tiếng hôn trục trục cuối cùng cố thắng nam lưỡi đã tê môi đã thủng anh ta mới chấm dứt nụ hôn sâu kiểu pháp này như còn chưa thỏa mãn anh ta liên tục hôn nhẹ lê khóe môi lên chóp mũi, lên chán cô. Lúc này, lộ tấn mới phát hiện lông mày cô đang nhíu chặt. Sau đó tự nhiên cũng phát hiện tư thế vô cùng kỳ lạ của cô. Lộ tấn dừng lại quan sát cô từ trên xuống dưới, đột nhiên nghiêm túc câu mày, em bị sao vậy? Vừa nói vừa không quên bắt trước cô đưa tay đỡ cổ, nghiêng đầu, nhe răng trợn mắt. Anh ta bắt trước rất giống, cố thắng năm lặng lễ rơi lệ, thì ra bây giờ hình dạng mình trước mặt anh ấy là như vậy cố thắng nam chán nản bật ra mấy chữ chẹo cổ rồi cô vừa nói xong bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài của anh ta đã đưa ra sau gáy nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô anh biết mà tự dưng em lại nghiêng đầu như một con ngỗng ngốc nghếch như vậy làm gì cố thắng nam rất bất mãn với cách so sánh này của anh ta nếu không phải vì muốn làm anh bất ngờ thì em đâu có biến thành như vậy lộ tấn không trả lời vừa tiếp tục xoa cổ cho cô vừa dẫn cô quay lại Cố thắng nam không kìm được, ngước mắt nhìn anh ta. Động tác xoa bóp của anh ta rất dịu dàng, vẻ mặt lại vẫn đáng ghét như trước giờ vẫn thế, một người đàn ông về ngoài ngạo mạn. Nội tâm dịu dàng. Cố thắng nam không thể không cảm thấy hối hận trong lòng, sao cô có thể nghi ngờ anh ta lăng nhăng bên ngoài chứ? Lúc cố thắng nam hối hận xong, thì cô đã được lộ tấn đưa đến ngoài cửa văn phòng anh ta. Thấy lộ tấn định mở cửa đi vào, Cố Thắng Nam vội giữ tay anh ta lại, "Em về nhà đợi anh thì hơn." Bây giờ Lê Mạn không muốn nhìn người ngoài xuất hiện đâu. Lộ Tấn ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy hình như cô nói rất đúng, dù không muốn rời nhưng vẫn buông tay cô ra. Thấy cô nghiêng cổ, anh ta cũng chỉ có thể nhượng bộ, nghiêng đầu khẽ hôn cô, về nhà chờ anh, không cho phép ngủ. Cố Thắng Nam cứ thế nghiêng đầu trở lại nhà Lộ Tấn. Cô đã gửi số cá nhân của Tống giám đốc trình cho Lộ Tấn không biết vụ có thai này sẽ phát triển đến đâu thu hồi tư tưởng hiếu kỳ cố tháng năm quyết định ăn no đã rồi tính tiếp cô mệt cả ngày cũng không còn sức để tự tay nấu nướng nữa may mà trên bàn uống nước có một quyển sổ ghi các số điện thoại cô mở sổ ra với tâm lý cầu may quả nhiên trong danh bạ có đầy các số tiệm bán online đối với một kẻ tham ăn thứ không thể thiếu chính là số điện thoại của các cửa hàng bán đồ ăn cố tháng năm lật danh bạ trong lòng không kìm được dương dương tự đắc xem ra cô vẫn rất hiểu anh ta đương nhiên đối với một gã soi mói cực đoan như lộ tấn thì việc viết nhận xét vào phía sau mỗi số điện thoại cũng chẳng có gì lạ cửa hàng này chỉ có pi và mì ý ăn được còn lại buông xiết cửa hàng này chỉ có dim sum hấp ăn được còn lại buông xiết cửa hàng này cuối cùng cố thắng năm cũng phát hiện điều kiện sinh tồn của anh ta trong những ngày không có cô bên cạnh này khắc nghiệt đến mức nào ngay cả ăn cho no bụng cũng trở thành một hy vọng xa vời lật đến trang cuối cùng cố thắng nam bất ngờ phát hiện một bản báo cáo tính khả thi của việc thuyết phục cố thắng nam mở cửa hàng ăn tại thượng hải chỉ thấy trên báo cáo này viết khả năng cố thắng nam bỏ lại đám bạn đàn đúng của cô ấy không di chú một vậy nếu làm cho mạnh tân kiệt lừa từ chiêu đệ đến thượng hải thì sao ghi chú hai, xét đến chỉ số chiến đấu của Mạnh Tân Kiệt thì khả năng cậu ta bị từ chiêu đệ lừa đến thành phố B là lớn hơn. Mới đọc được những dòng đầu tiên này, Cố Thắng Nam đã triệt để choáng váng, không dám đọc tiếp mà chuyển thẳng xuống đoạn cuối cùng. Chỉ thấy điều cuối cùng trong báo cáo viết. Cầu hôn cô ấy, sau khi cưới, con gái theo chồng, khả năng cùng đến định cư tại Thượng Hải. Đọc đến chứ, cầu hôn, Cố Thắng Nam kinh 2x. Nhìn thấy dấu ba chấm đó, cố thắng nam sửng sốt sau khi kinh hãi sau khi sửng sốt lông mày cố thắng nam nhíu chặt anh ta viết dấu ba chấm là có ý gì tim cố thắng nam đập thình thịch đúng lúc này cô nghe thấy tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi cố thắng nam lập tức lúng cuốn tay chân cố gắng lắm mới ổn định được tâm tình gấp báo cáo lại nhét vào cuốn danh bà điện thoại lại ném danh bà lên trên bàn như trước ngồi thẳng lưng trên sofa làm bộ bình thản, vô tư lự. Đến tận lúc tiếng bước chân đến gần, Cố Thắng Nam mới quay lại nhìn. Lộ Tấn đang đi tới chỗ cô. Cố Thắng Nam cười cười với anh ta, anh về sớm thế. Cô ta ở ngay trên lầu. Lộ Tấn chỉ lên trần nhà, anh đưa cô ta về đến cửa rồi chuông. Cố Thắng Nam tờ một tiếng rồi không nói gì nữa. Lộ Tấn ngồi xuống sofa, tháo cà vạt, quan sát cô từ trên xuống dưới thấy cô vẫn kín cổ cao tường, anh ta có vẻ không hài lòng, khóe miệng hơi chảy xuống, anh tưởng em về sớm hơn để thay đồ cho anh bất ngờ chứ. Cố thắng nam chỉ thùng rác bên cạnh sofa, lỗ tấn nhìn về phía đó theo tay cô, nhặt đóng vải vóc làm mọi người vừa nhìn đã cảm thấy mát mẻ lên. Cố thắng nam giải thích đây vốn là một độ đồng phục. Nhìn đói một tháng nên giờ chỉ muốn được ăn thật no. Lộ tiên sinh nhìn bộ đồng phục dách nát, trong mắt chỉ có hai chữ, đáng tiếc còn cố thắng nam thì nhìn mặt lộ tấn trong đầu chỉ có hai chữ kết hôn